Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài 8 mấy bạn nha. Test 4 Unit 8, ok? Rồi, phần đầu tiên là cái gì? Mấy bạn thấy chữ main thread không? Main thread pattern là cái phần nhấn âm ha. Cái phần nhấn đó nó sẽ không cùng với những từ còn lại, ok? Nào, câu 1, mấy bạn. Village, village, relative, facility, countryside. Cái nào khác mấy bạn? Facility, countryside, village, relative, facility, countryside đều là nhấn âm đầu mấy bạn. Còn cái này là facility, nhấn âm thứ hai, cho nên cái này khác nha. Facility, countryside, relative, village. Tiếp câu số 2 mấy bạn. Câu số 2, permanently. Permanently, information, information, electricity, entertainment đều là nhấn âm thứ ba mấy bạn. Information, electricity, entertainment. Cái này nhấn âm thứ mấy bạn? Permanent, permanently, nhấn âm đầu cho nên khác ha. Rồi, beautiful, beautiful, expensive, plentiful, difficult. Lại âm nào mấy bạn? Chữ này là expensive, bill, tất cả đều là âm đầu mấy bạn. Còn này là expensive, expensive, nhấn âm thứ hai cho nên cái này khác ha. Câu 4 nào, modern, dirty, remote, peaceful. Này rất là dễ mấy bạn, chữ gì? Câu số 4 là chữ gì mấy bạn? Remote, nó nhấn âm thứ hai, còn những từ còn lại âm đầu. Modern, dirty, peaceful. Còn cái câu 5 mấy bạn, accessible. Accessible, accessible, definite, neighbor, neighborhood, government đều là nhấn âm đầu, còn này là accessible, nhấn âm thứ hai khác nè. Rồi, he went to school late because he was stuck in the kẹt, bị kẹt ở cái gì mấy bạn? Traffic jam ha. Cái từ này thuộc về từ vựng thôi mấy bạn. Traffic jam là gì? Xe cộ đó. Anh ta bị kẹt trong cái kẹt xe vào sáng nay ha. Traffic jam, rush hour, giờ cao điểm ha, crossroad. Rồi, farmers often cái gì đó, all the work when they need more money, làm cái gì, công việc khác khi mà họ cần thêm tiền mấy bạn. Câu A mấy bạn, tìm kiếm. Look for là tìm kiếm, look at, look after, look over. Thì look for là tìm kiếm công việc khác khi mà họ cần thêm tiền thôi. Mình, mấy bạn thấy since không? 1987, since. Vậy có nghĩa là đã xảy ra trong quá khứ. Cái since là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành, đúng không? Đã xảy ra ở năm này, bây giờ vẫn vẫn ở và sẽ ở tiếp, cho nên câu B ha. Rồi, we, a party next Saturday, can you come? Next Saturday là tương lai mấy bạn, chữ next nè. Cho nên mấy bạn nghĩ coi là chữ gì? Chúng tôi sẽ hả? Câu số 4 này nhiều bạn chắc chắn sẽ chọn we will have. Thì khi mà chọn chữ will này á thì cũng có vẻ là đúng, nhưng mà về tình huống thì không ổn cho lắm. Mấy bạn will thì có nghĩa là một cái kế hoạch gì đó nó không có chắc chắn lắm, nhưng mà khi mà mấy bạn dùng are having, dùng hiện tại tiếp diễn á, be cộng verb in á để diễn tả một cái kế hoạch, một cái dự định trong tương lai thì nó sẽ cực kỳ chắc chắn hơn. Cho nên câu C hợp lý hơn là chữ will. Còn hai này khỏi nói ha mấy bạn. Câu 4 là are having. Cô nhắc lại, nếu mà to be cộng verb in ngoài nghĩa dùng cho hiện tại tiếp diễn thì cộng vẫn có thể dùng khi mình muốn nói vào một cái kế hoạch rất cụ thể ha, và nó xảy ra trong tương lai gần. Rồi, typhoon, floods or droughts can easily. Bão nè, lũ lụt nè, hạn hán nè, droughts, can easily gì mấy bạn? The harvest, harvest là mùa màng mấy bạn, destroy thôi ha, phá hủy. Provide ở đây là cung cấp nè, defeat là đánh bại. I often spend my weekends, tôi thường spend gì, mấy bạn còn nhớ chữ spend không? Spend đó, cô nói là gì? Sau spend thì chúng ta sẽ dùng verb in, đúng chưa? Spend something, nghĩa là spend một cái khoảng thời gian, spend time doing something, traveling, ha. Which one is
Cái nào tốt hơn? Milk or orange juice is better. Tại vì khi mà mình so sánh hai cái thì mình chỉ có thể dùng so sánh hơn thôi mấy bạn. Ha, còn khi nào ba trở lên thì mới là nhất nha. Thank you, Das. Das gì mấy bạn? Das, lập lập lập. I have ever received. Câu B ha. Cảm ơn nhá, đó là món quà. Have ever received, đó là món quà gì đẹp nhất mà tôi từng được nhận ha, từng được, ever, từng. Này là hợp lý nhất ha, mấy cái này sai về nghĩa nè, à, về về cấu trúc nè. The nicest này không đúng, nicer không có đen nè, cho nên là món quà mà dễ thương nhất mà tôi từng được nhận ha. Could you talk, could you talk, I'm trying to work, tôi đang làm việc á. Làm ơn bạn có thể nói chuyện gì? Quiet, quieter, quieter than, không đúng nha. More quiet cũng không đúng. Mà bởi vì more, hai cái quieter, quieter là sai nè, bởi vì quiet là hai âm cho nên dùng cái này sai, cái này càng sai đúng không? Cho nên cô chỉ có thể dùng A hoặc là C. Nhưng mà ở đây talk là động từ thường, cho nên ta phải dùng trạng từ. Cho nên cô dùng A, more quietly. Làm ơn nói chuyện một cách gì nhỏ nhẹ hơn đi, tôi đang làm việc ha. Này là hợp lý nhất, này sai, này không hợp ha. Này tính tính từ, quiet là tính từ, mà ta cần một trạng từ, cho nên chỉ có thể là A thôi. The countryside is gì mấy bạn? Y. Quá là yên tĩnh, tôi không muốn sống ở đó vĩnh mãi mãi. Permanent, permanently là vĩnh viễn, mãi mãi, cho nên câu D là hợp lý mấy bạn. Cái vùng ngoại ô thì quá là so quiet. So có nghĩa thể hiện cái sự việc gì đó nó quá ha, quiet, so quiet that I don't want to live there permanently. Rồi mấy bạn, tiếp theo mấy bạn. Bài này thì mấy bạn sẽ chia, không phải chia thì nữa, mà mấy bạn sẽ tự mình đọc và tìm một cái từ điền vô ha. Thì nó cũng không quá khó đâu mấy bạn đọc nha. Many believe that life on a farm is very quiet and easy. Nhiều cái gì đó tin rằng là cuộc sống ở trang trại thì nó rất là yên tĩnh và dễ dàng. Cho nên mấy bạn chọn cái nào vậy? Chọn nghĩ tới từ gì? Người ha. Nhiều người nghĩ rằng là rồi, but nó rất là yên tĩnh và dễ dàng, nhưng mà nó gì? Nhưng mà nó lại khó. Nhưng mà rất là khó khăn. Vậy thì đây chỉ cần có chữ it thôi mấy bạn. It. Ha, it is very hard. I myself, bản thân tôi have for nearly 20 years, bản thân tôi sống gần 20 năm rồi. Mấy bạn thấy chữ for không? Ha, vậy là hiện tại hoàn thành. Vậy đây có have rồi, còn thiếu v3 ed thôi. Mà ở đây mấy bạn nghĩ tới động từ gì vậy? Sống. Vậy thôi, live. Live thì hợp với tác thêm ed nè, ha. Rồi, I know and I know what farm work, và tôi biết gì? Làm việc. Tôi biết là những cái công việc nông nông trại ấy, thì như thế nào. Work is ha, I know what farm work is. Farm work ở đây là một cụm danh từ mấy bạn ha, là công việc nông 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 nông, nông, nông nghiệp, nghề nông á bạn, công việc nông trại á, nông nông nghiệp á. Rồi, you must get up early, bạn phải thức dậy sớm. Gì? Chicken and cows. Làm cái gì? Con gà và con bò mấy bạn, cho ăn. Vậy thôi, feed. Feed, động từ feed là cho ăn nè. Rồi, tưới hoa, rau củ, rồi đu gì? Thiếu chữ gì mấy bạn thấy không? Rồi có lot, mấy bạn nghĩ coi. Làm rất nhiều cái công việc đồng áng ha. Trồng, gardening, đồng áng, ruộng vườn. And then in the fields. Và gì? And work in the field, hả? Làm công việc ở ngoài vườn, xong rồi ra ngoài cánh đồng tiếp luôn. But my aunt like this way of like
alive. Nhưng mà cô của tớ thì lại thích cái cuộc sống như thế này và gì? All her children, all thiếu chữ so, so do all children, và những đứa con của cô ấy cũng thế. So do, hoa so do her, all her children. Rồi đây là phần gì mấy bạn? Work form ha, work form. Rồi mấy bạn hãy xem coi, entertain là động từ ha, giải trí. There is no, không có gì đó ở countryside, không có một cái sự giải trí ở countryside. Cho nên entertain mình cần một danh từ ở đây mấy bạn. Vậy mấy bạn biết danh từ của entertain là gì không? Entertainment ha. She has no parent or close. Cô ấy không có cha mẹ hoặc là gì, những cái mối quan hệ thân thuộc giống như quan hệ họ hàng, bà con á mấy bạn. Thì chữ relate là động từ, ta cần một gì? Một cái tính từ quan hệ họ hàng, quan hệ bà con ha, relatives. Cô thêm s vô nữa bởi vì mình nói về số nhiều ha, các mối quan hệ thân thuộc gần gũi. People in the country are often more. Này dễ lắm ạ. Người mà sống ở thành phố thì thường là, sorry, người sống ở ngoại ô country á, đồng phòng vùng ngoại ô các bạn, nông thôn á, thì thường như friendly đúng không? Thường more friendly hơn là người ở city đúng không? Đó. Rồi farmers are always face to là face with là đối mặt với. Đối mặt với cái gì mà mang lại, destroy là động từ mà ta cần một cái gì? Danh từ. Đối mặt với cái sự hủy hoại, sự phá hoại mang đến từ typhoon, flood and droughts. Typhoon là bão mà. Lũ lụt, droughts là hạn hán ha. Cho nên ở đây cô cần một danh từ destruction, đối mặt với sự phá hoại. Sự phá hủy. A lot of people believe that well paying jobs. Nhiều người tin rằng là những cái công việc được trả lương cao thì plenty, plenty. Plenty thì ở đây là danh từ ha. Bây giờ mình cần một gì? To be nè ha, cần một tính từ mô tả thôi. Thì gì? Nhiều ở thành phố. Plenty là nhiều các bạn. Tính từ của nó là plentiful. Increase pollution. Cái việc mà tăng cái sự ô nhiễm á, is another là một cái kết quả không có mấy gì vui vui vẻ gì ha, không mấy vui vẻ gì. Nếu mấy bạn dùng chữ pleasant thì không đúng, please ở đây không đúng, please là động từ mấy bạn. Mình cần một tính từ is, bởi vì nó bổ nghĩa cho chữ result. Nhưng mà nếu mà mấy bạn dùng pleasure thì nghĩa không đủ, mấy bạn phải thêm chữ un đằng trước nữa, unpleasant, không mấy vui vẻ gì, không mấy vui ha. Rồi, the air is heavily with traffic fumes là những cái gọi là khí thải xe cộ á ha, pollute. Pollute is heavy vậy. Khi không khí bị ô nhiễm mấy bạn, đây là động từ to be nè, đằng sau á mấy bạn sẽ cần một cái động từ đó là chữ pollute. Nhưng mà ở đây lớp pollute là không đủ mà mình hãy chia ở dạng bị động, phải thêm ed nếu mà bất quy tắc thì cột thứ ba. The air is heavily polluted. Cái không khí bị ô nhiễm nặng nề. Được chưa? Bị động ha. They made a decision. Họ đưa ra một cái quyết định là đóng cái close down the factory. Permanence là sự vĩnh viễn. Còn bây giờ mình cần một trạng từ mấy bạn, một cách vĩnh viễn luôn. Close là động từ thường, vậy ta cần gì? Trạng từ, đúng không? Vậy là cô sẽ thêm cái đuôi gì? Ly vô đây nè. Permanently. Ok, một cách vĩnh viễn. Joyce think her hometown is very very. Cô ấy nghĩ rằng cái hometown thì nó như thế nào mấy bạn? Hometown là bản thân của nó, boring, đúng chưa? Và cô ấy bị chán ha, vậy là cô ấy nhận cái cảm giác đó thì là thêm ed. Bản thân hometown là boring và cô ấy nhận cảm giác đó thì cô ấy bị tác động, thì mình sẽ chia ở ở ở bị động như thế này, bored. The remote desert area là những cái khu vực sa mạc xa xôi á, thì sao mấy bạn? Thì có thể là gì? Chỉ có thể được thực hiện bởi những cái helicopter
Cho nên đó, đây là to be mấy bạn. Thì access đó, access là động từ. Vậy to be ở đây ta cần một tính từ mấy bạn. Accessible, chỉ có thể ha, chỉ có thể thực hiện được bởi helicopter. Rồi mấy bạn sang cái phần match A với B ha. Rồi. What are you doing on your vacation? What are you doing on your vacation? Bây giờ mấy bạn chọn cái nào đây? Bạn định làm gì vào kỳ nghỉ của mình ha? Thì mấy bạn chọn cái nào vậy? Chọn câu C đi. Đây, I'm going home. Vậy thôi, tôi sẽ đi về nhà. Vậy chắc là mấy đứa này đang nói chuyện mà cái kiểu trong tình huống là sinh viên xa nhà hay người đang xa nhà ha, tớ sẽ về nhà đó, về thăm nhà. What is your hometown like? À, nhà của bạn thì trông như thế nào nhỉ? Cái hometown của bạn thì như thế nào ha? Like ở đây là tính kiểu như tính từ đó, như thế nào? Đâu rồi? À, câu này nè mấy bạn. Nó là một ngôi làng nhỏ và xinh, nhỏ nhưng mà xinh đẹp ha. Nhỏ và xinh đẹp. Rồi who live there? Ai sống ở đó thế? Đây một nhóm người luôn mấy bạn. Đây. Ông bà, cha mẹ và anh em trai gì đó. Rồi how far is it from here to your home? Bao xa vậy? Từ đây tới nhà bạn ấy. Câu B rất là dễ luôn mấy bạn ha. Đây nè. Không chắc nữa nhưng mà khoảng là 850 km, khá xa ha. Rồi, how do you usually get to your home? How đi đi bằng phương tiện gì mấy bạn? Về nhà bằng gì thế? Bằng gì? À đây rồi, câu A mấy bạn. Đấy. I usually travel by train, đi bằng xe lửa. Rồi, how often do you go to your home? Bạn có thường về nhà không? Twice a year. Ui, hồi nãy cô gõ sai rồi nè. Trên này ha. Còn này đây nè. Câu này là gì? Twice a year. Hỏi mức độ thường xuyên. How often? 2 lần một năm. Do you love your hometown? Yêu yêu nhà, yêu quê mình không? Đương nhiên rồi. Oh, yes. I really love it. Ai qua một cái bài đọc này không có nhiều từ mới đâu mấy bạn. Rồi, bây giờ mấy bạn sẽ chọn đáp án A, B, C, D thôi. Where do most people who work in London prefer to live? Prefer to live là người, hầu hết người London á, thích làm việc á. Những người mà đang làm việc ở London thì họ thích sống ở đâu nào? Many people who work in London. Đây nè mấy bạn, to live gì mấy bạn? Outside là ở bên ngoài. Ha, vậy là mấy bạn chọn đáp án gì nào? Suburb là gì? Urban là khu vực đô thị ha, thành thị, còn suburb là khu vực gì? Nông thôn ha, hay là vùng ngoại ngoại vùng ngoại ô đó, miền miền quê đó, cái phía ngoài ha. Nó rõ hơn London town thì không đúng, còn này là urban, urban là thành phố phố thành thị ha, họ thích sống ở ngoài ô cơ, outside ha. Why do they have to get up early in the morning? Vậy thì tại sao họ phải thức dậy sớm thế? Đâu rồi? Đây nè. They have to get up early in the morning. Đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì họ phải đi bằng xe lửa, car bus gì đó. Đúng chưa? Cho nên phải get up early. Because they have to catch the early train or bus. Đúng rồi. Không có tránh kẹt xe đâu. Không phải cái này luôn, không có xa mấy cái trạm này, cũng không có như tốn nhiều thời gian. Cô không nói như vậy mà chỉ cần nói là gì, họ muốn đón những cái chuyến xe bus cô khoan khoan khoan, cũng không phải luôn, sorry. Bây giờ cái câu này nè, bởi vì nó tốn rất là nhiều thời gian để mà đến văn phòng hay chỗ công ty, nhà máy hay là trường học, đúng rồi, cho nên phải đi sớm ha. Vậy là câu đi hợp lý nè. Còn họ
họ phải đón những cái chuyến xe buýt sớm. Cái này cũng không đúng lắm, không đúng. Cái này mới rõ ràng hơn ha. What are the advantages of living outside London? Cái advantages là những cái lợi ích, cái thuận lợi của cái việc sống bên ngoài London mấy bạn. Thì có được những cái lợi ích gì mấy bạn? Đây nè, houses are cheap, nhà rẻ nè, cheaper nè. Rồi sẽ có cái garden cost, rồi gì nữa ta? Can rest from the whole, rồi get only spend. Giờ mình coi cái houses are cheap. Câu A có nè, there's peace and quiet, peace and quiet. Để cô xem coi. Cô không có thấy, nhưng mà cô thấy có cái gì đó à, nó nó tránh được cái ồn ào vội vã của thị trấn. Rồi summer enjoy the fresh clean air nè, rồi vậy là có peace and quiet có nè, có fresh air có luôn, vậy tất cả đều đúng. Câu D đi. Đúng không? Tiếp mấy bạn. Câu số 4 là the phrasal verb come up mean. Cái từ come up nghĩa là gì mấy bạn? Chữ come up nằm đâu vậy? Ồ, phải cho mình nó nằm ở đâu? Come up. Đây. Then when the flowers and the vegetables come up, one has the reward of one who has shared the secrets of nature. Rồi, bây giờ mấy bạn chọn câu nào ha? Chữ C, appear. Ok, là xuất hiện. Khi mà bông hoa hoặc là rau củ quả xuất hiện thì sao đó. Cho nên là ở đây chữ come up là appear đúng không? Happen, rise thì không đúng. Rồi reach cũng không được. Cho nên chữ appear mấy bạn. Rồi câu cuối, which of the following is not true? Nhớ nha, không đúng. Người ta sợ những cái người mà sống ở ngoài quê thì có thể ngủ tốt. Đúng, ngủ rất là yên tĩnh đây nè, đâu rồi? Đây nè, well nè, at night nè, can sleep well at night nè, đúng không? Rồi gì nữa? Những người này thường dùng thời gian free time để làm cái việc gardening, có làm việc ngoài vườn à, digging, planting, water đây nè. Đó. Free time nè, thấy không? Trong cái việc là digging là đào xới đất nè, trồng nè, tưới nước nè. Cho nên này có luôn. People in the country get fresh air, đương nhiên rồi, fresh air đương nhiên ha. Rồi get. Ủa vậy cái câu nào không đúng ta? À, usually hả? Vậy là cái câu mà get peace and quiet, cái này cũng đúng luôn. Vậy thì cô xem lại cái khúc câu B này, thấy hơi kỳ nè. Những người sống ở ngoại ô thì luôn luôn dành thời gian rảnh để làm việc ngoài vườn. Đúng không? À, nếu như ai đó thích làm vườn thì họ dành thời gian rảnh để làm cái này và làm hàng trăm những cái công việc cần thiết khác. Rồi sau đó là hoa gì đó. Cô thấy cái này hình như không có usually, nó sai ở đây nè. Không phải luôn luôn dành thời gian rảnh của mình ở ngoài cái việc đâu. Nếu ai đó có là, nếu ai mà thích là chỉ là một nhóm người thôi, chứ không phải là những người này luôn luôn làm cái việc ngoài vườn, rảnh rỗi làm nhiều việc khác nữa, chứ không phải là làm cái công việc này. Cho nên cái câu B đi, câu B là không đúng lắm, không đúng nhất. Còn ba cái kia rất là rõ ràng đúng rồi. Rồi phần cuối cùng mấy bạn, cái này là cái gì ta? À, có những người từ đã có so sẵn sẵn rồi mấy bạn, chỉ cần thiếu một chút xíu thôi. Thì bây giờ mấy bạn đọc, các bạn thêm vô thank you gì mấy bạn, thank you very much gì nữa, thank you very much.
Có nghĩa nó sẽ bị thiếu một chút xíu ha. For, thank you for. Thank you very much for your letter. Cái lớp thơ tư mà gì? Which arrive, arrive này thêm ed nè mấy bạn. Bởi vì có chữ ago ha. Đây nè. Đây nè. Thank you very much for your letter which arrived few days ago. Cái mà đến cách đây vài ngày rồi. Cái lá thư á mấy bạn. Rồi, is gì mấy bạn? Is gì? Lovely to hear you. À, cái chuyện mà rất là vui khi mà nghe nghe tin tức từ bạn. Cho nên là mấy bạn sẽ ghi câu này. It was lovely to hear from you. Có nghĩa là nghe tin tốt. Cái chuyện mà nghe là nghe rồi đó. Tôi nghe được tin tốt từ bạn ha, rất là vui khi mà nghe được tin từ bạn. Rồi, này chữ be mình chia ra là I am sorry gì? I haven't written for a long time. Bởi vì có chữ for cho nên bởi vì có a long time dùng for. Tớ xin lỗi vì đã lâu rồi không viết thư cho bạn. Này dùng hiện tại hoàn thành nè, phủ định nè. Đó. Đây nè, I am sorry I haven't written for such a long time. Có chữ search cũng được, không có cũng không sao. Ha, for such a long time. But I have been very busy. Bởi vì tớ rất là bận rộn ha. Ha. Đều chia ở hiện tại hoàn thành hết. Rồi, as you know, we gì? À, cái chuyện này á, mua nhà là xảy ra rồi nè. Như là bạn đã biết đó, chúng tôi đã mua một căn nhà mới. Trước September là chữ in mấy bạn ha. Đúng không? As you know, we bought a new house in September. Rồi. Thật là một cái điều trong một cái điều kiện tệ để mà sửa. Nó cái là cái căn nhà đó nó trong cái tình trạng rất là tệ mấy bạn, very bad condition và nó cần phải sửa chữa nhiều. Đúng không? Vậy thì cái chuyện này đã xảy ra rồi, bạn này chỉ là kể lại thôi mà, bởi vì đây là một lá thư hồi mới mua căn nhà đó và cái căn nhà lúc đó nó rất là very bad condition, là nó trong cái một cái tình trạng rất là xấu, rất là tệ, cho nên it was needed to repair. Đúng không? Vậy cái chuyện này là it was mấy bạn ha. Đây. Nè, it nè, was in very bad condition. Nó trong một cái điều kiện rất là tệ, nói chung nhà xấu, nhà hư, it needed. It ở đây là căn nhà mấy bạn ha, repairing. To cũng được, mà need repairing a lot cũng được. Cần cái sự rửa chữa, sửa chữa. Ở đây need thì không có mô tả hành động thì mình biến nó thành cái dạng kiểu như danh từ ha. Need repairing, cần sửa chữa. Rồi, này just thì mấy bạn nghĩ tới hiện tại hoàn thành nè. We have just finished gì? We have just finished most of it. Hầu như là hoàn thành gần xong hết rồi. We have just finished most of it and now it looks now nè mấy bạn. Looks very nice. Looks thêm s vô bởi vì bây giờ có là hiện tại mấy bạn. Mà chủ ngữ là is cho thêm s vô nè. Peter và tớ thì quyết định sẽ có như là housewarming party ở Việt Nam mình dịch ra là cái gì ta? Tân gia, đúng rồi, buổi tiệc tân gia, quyết định sẽ tổ chức một cái buổi tiệc tân gia vào ngày 3 tháng 5 đó. Nhớ từ này nha, housewarming party. Peter and I decided to give a house warming party on trước cái ngày và tháng, ta dùng giới từ on. Rồi cái việc mà quyết định cái việc quyết định này á, nó cũng không có rõ ràng về thời gian, ta dùng hiện tại hoàn thành, have decided. Được chưa? Nó sẽ quyết định vào thời gian này sẽ tổ chức nè. I câu hỏi. Vậy thì mấy bạn sẽ mượn gì trợ động từ do you think? À, bạn có nghĩ rằng là bạn có thể đến không? Tức là cho thời gian rồi đó. Do you think you will be able to come? Mấy bạn thấy chữ able không? Able nó phải đi một cụm mấy bạn. Be able to. Be able to. Be able to có đủ rồi. Nhưng mà ở đây ta dùng thì tương lai đơn mấy bạn will nè. Will bởi vì cái chuyện mà này sẽ xảy ra. À, bạn có nghĩ rằng là bạn sẽ có thể đến không? Ha, đến dự tiệc tân gia đó vào ngày 3 tháng 5. Rồi, please give me a ring. Hãy gọi điện thoại cho tôi and let me know if you can come. Đó, làm ơn hãy gọi điện. A ring ở đây là gọi điện thoại đó. And let me know if you come.
can come ấy bạn. Có thiếu chữ can ở đây nè. Ok. Rồi, câu cuối cùng mấy bạn. I really look. À mấy bạn biết cái cụm từ mà look, looking forward, see doing something không? Đây nè. Ha, câu cuối cùng rất là háo hức mong tin ha. I'm really look forward to seeing. Look forward to seeing you again. Hoặc là cái câu mà bạn hay nghe nhất là I'm looking forward cũng được. Ở đây người ta dùng hiện tại đơn mấy bạn. I really look forward to hearing from you. Còn nhớ câu đó không? Thì ở đây cũng vậy, cấu trúc của nó là look forward to cộng cho một cái động từ mấy bạn thêm in đây ha. Tôi thật sự rất mong đợi để mà gặp lại bạn một lần nữa. Được gặp lại bạn á. Ừ. Ủa, sao nó chạy vô hết rồi. Rồi, chúng ta đã xong rồi. Bye bye.